Hello, Quý Bảo xin chào đại gia đình. Lời đầu tiên Quý Bảo xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ. Và không quên chúc mọi người có một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Và ngày hôm nay Quý Bảo tiếp tục lên một cái video mới để phục vụ cho anh em. Cũng tầm gần 30 món nha anh em. Đó. Và Quý Bảo xin thông báo là tất cả những sản phẩm Quý Bảo chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em ha. Bởi vì tại vì sao mà Quý Bảo luôn nhắc như thế, bởi vì video Quý Bảo lên thường thường cũng có một số anh em mới, mà anh em nhiều khi anh em không 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 không, không coi với cái đầu video, chỉ canh hàng kéo qua để canh chốt những món hàng mình yêu thích đó. Điều đó thì cũng là đúng thôi đó. Nên Quý Bảo xin thông báo, hoặc là anh em nhìn ở dưới bên phải màn hình là tất cả những sản phẩm Quý Bảo chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em ha. Cho dù là anh em có chuyển khoản hoặc ship code ha, những anh em nào mới chưa 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 từng mua hàng Quý Bảo thì vui lòng đặt cọc cho Quý Bảo 20% giá trị sản phẩm, đó cũng coi như là tiền phí ship ha, tiền thường mốt, để Quý Bảo an tâm mà đóng hàng cho anh em. Rồi, không lo thôi dạy dòng, Quý Bảo bắt đầu tập trung vô chuyên môn nha anh em. Mã đầu tiên 557, 557 220k, 220k cho combo hai cái bộ đánh cước ha. Đánh cước này cũng còn khá mới nha anh em ha. Đó. Cái này là cái cốt 10 ly ha mọi người, cốt 10 ly. Anh em coi cái đầu cước nè. Đó. Bằng phẳng ha. Không có dấu hiệu mà cái này hàng mới về luôn mọi người. Đó. Không có dấu hiệu là xài hết anh em. Đây cũng có chữ gia băng nè mọi người. Đầu cốt 10 ly nha anh em ha. Đường kính của cái này, đường kính của cái này là 8 phân rưỡi anh em, 8 phân rưỡi để gắn vô cái mài mài gốc anh em xài một cái. Và cái thứ hai bằng đồng thau anh em, bằng thau anh em ha, cũng mới chưa xài ha, mới chưa xài. Cái này thì cốt này là cốt 16 rồi, 16 ly anh em, cốt 16. Cái này có thể là gắn vô, anh em gắn vô cái máy mài gốc ha, xây lớn cũng được, mà gắn vô cái máy mài cũng được nha anh em ha. Cốt 16 nè, đó hai cái ha. Đường kính này là 12 phân nha anh em, 12 phân. Cái này mình có thể mình gắn vô cái mài gốc cũng được nè anh em, mà gắn vô cái mài hai đá cũng xài cũng được ha. Cốt 16 ly 16 á là gắn vô xài được nha anh em ha. Cũng còn mới ha, nhìn đầu nhưng chưa tà ha anh em ha. Rồi, combo thứ nhất này Quý Bảo bán anh em là 220k. 220k. Cái thứ hai là một cái đánh cước tháo máy. Cốt này chắc là cốt 2 phân 2 phân rưỡi quá. Cái này thì không sao anh em, cái này mình có tặng cho anh em một cái semi. Semi về. Chính xác nè, 2 phân rưỡi. 2 phân rưỡi. Dạo này chính xác quá. 2 phân rưỡi. Cái này thì đường kính của nó là 20 rưỡi nha anh em, 20 rưỡi. Đó, cái này là tháo máy ha, nó có xài nè. Đó. Nhưng mà còn còn chất lượng nha anh em ha, nhìn cái cước của nó nè, dày cộm luôn. Mà đặc biệt không có dấu hiệu xét ha anh em ha. Không có dấu hiệu là xét rỉ ha. Sáng bóng ha. Rồi cái mã 558. 558. Giá 250k. 250k. Cho một cái đánh cước tháo máy lớn nha, xây lớn nha. Này là đường kính 20 ha. Đó. Dày cộm mọi người. Ha.
dày cộm. Mà quan trọng là không có xét rỉ nha anh em, xét rỉ là nó đánh nó là phi tiêu văng ầm ầm luôn ha. Mã 558 giá 250k, 250k xong, let's go. Rồi tiếp tục, tiếp tục mã 559. 559 là một con dao ghép cành của thằng Oifa mini nha anh em, mini ha, trong lòng bàn tay, một con dao ghép cành hiếm có nha mọi người ha. Dao băng ha anh em, dao băng ha, mini. Dao ghép cành của thằng Oifa, dao nó cũng của dao băng nha mọi người. Anh em thấy những dao mà cán gỗ gắn cho gắn lên trên mấy cái gắn như cái bao gỗ thì anh em thường thấy rồi ha. Còn cái này thì rất hiếm anh em ha, rất gọn. Và đặc biệt nó có hai đầu lưỡi luôn nha mọi người. Hai đầu lưỡi luôn. Đây. Hai đầu lưỡi nha anh em, lưỡi đều bén à. Ha. Lưỡi này có thể mài được ha. Dao băng nha mọi người. Dao băng. Từ ngày cái ngón trỏ nó bị chấn thương tới giờ là thao tác công việc nó cũng không như xưa nữa mọi người. Thôi, mini nha, 10 phân rồi nha anh em, một tấc rồi nha anh em, tán đồng ha. Dao băng nha mọi người. Đây, dao băng hết ha. Nó là 10 phân rưỡi anh em, 10 phân rưỡi gọn, bỏ túi là ok ha. Dao này là mài được hả anh em, là đặc biệt có hai lưỡi ha. Rồi rất hiếm gặp anh em ha, thấy cũng dễ thương, định để bỏ túi ra để đọc bao rồi, rất gọn. 150k cái mã 559, một con dao ghép cành của thằng Nhật. 150k. Tiếp đến 350k mã 560. 350k cho một cái cây súng để mồi mấy anh mà mồi gió đá này anh em. Có đầu xay luôn ha. Vậy đi. Dao băng ha anh em, made in dao băng. Cây này thì cũng rất gọn nha anh em, nó của thằng Rock nè. Rock nè. Mới mọi người. Mới. Bóng bẫy luôn ha. Cái này khá đẹp anh em ha, mới. Bây giờ em nó được 17 phân anh em, 17 phân cầm gọn tay ha. Rồi một cái súng mồi lửa cho mấy anh kho hàng giá 350k xong, let's go. Rồi tiếp tục cái mã 557. 557 700k. 700k cho combo hai cái DM. Hai cái DM này á, thì một cái là 3,8 kg. 3,8 kg, cái lớn là 3,8 kg. Nghe kỹ xem kỹ nha mọi người. Còn cái nhỏ là 1 kg. Mình bán combo hai cái luôn nha anh em. Ha, hai cái.
Rồi làm cái nhỏ trước. Cái này nó 1 kg nha anh em. 1 kg lô. Có góc ha, có góc góc vuông cho mình làm ha. Góc vuông nhỏ nè, lớn nè, và lớn hơn nè. Đó. Em này thì bề dài là 10 phân. 10 phân. Bề cao của em nó 3 phân rưỡi. Bề ngang 5 phân. 5 phân nha anh em. 5 phân, 3 phân rưỡi và 10 phân. Mini ha, nhỏ ha. Một cái, này nặng ký nha anh em. Còn cái này nặng 3 kg 8. 3 kg 8. Đẹp nha, em này là xuất sắc ha. Nó cũng có cái góc nhỏ nè, góc vuông nhỏ, góc vuông dừa nè, góc vuông lớn anh em. Mặt bằng thì tha hồ làm ha, rất nhiều mặt bằng. Rất nhiều mặt bằng ha. Mà còn đẹp nha anh em. Trơn láng mịn màng nha. Trơn láng mịn màng nha mọi người. Em này 3 kg 8 á, rất là vừa tầm cho anh em làm đồ dừa nhỏ ha. Bề dài của nó là 15 phân. 15 phân. Bề cao của nó là 8 phân. Còn bề ngang em nó là 5 phân. Rất vừa tầm làm mọi người ha. Không có cứng cá ha anh em. Trơn láng mịn màng. Chữ M. Riêng cái đe này là tự mình đặt tên luôn, mình chẳng biết nó là một cái gì, nó giống kiểu M thì mình đặt thì kiểu M ha anh em. Em này là tự Quý Bảo sáng tác cho nó cái tên đó nha anh em ha, tự đặt luôn, không cần biết là nó là cái đe gì, nó là cái gì ha, mà Quý Bảo thấy nó giống kiểu M thì Quý Bảo cho nó là cái đe M. Mà nói thẳng ra là Quý Bảo đã thấy nó từ hồi 40 năm về trước ha anh em. Từ hồi coi như là rất nhỏ, là ông ngoại của Quý Bảo là làm bên bên thợ thợ quạt anh em, thì bên người ổng luôn luôn có một cái đe này ha. Mình mới biết, không biết ổng đóng chì, ổng làm gì, ổng cân cánh quạt gì đó ha, chuyên môn có cái đe này đó. Từ nhỏ là mình đã thấy được nó. Rồi, cái mã 755 giá 700k. 577. Mã 577. Combo 2 cái nha anh em. Giá 700k. Xong. Let's go. Rồi tiếp tục anh em. Tiếp tục là mã 578 giá 380k. 380k cho combo hai cái kìm mổ quạ, kìm bồi rô. Anh em nào muốn kìm bồi rô, kìm bồi rô. Anh nào muốn kìm mổ quạ, kìm mổ quạ. Mình làm cái nhỏ trước nha anh em. Cái nhỏ trước ha. Cái này là của Đức nha anh em. Đức nha. Việt Money Đức ha. Đó. BMW. Mini nhỏ nha anh em. Còn sáng sủa ha. Đó. 380k. Em này thì đường kính này mình nghĩ là 20. Đúng chuẩn luôn anh em. Đúng chuẩn luôn, 20. Ha, loại nhỏ ha. Đó. BMW anh em ha. Gặp money. Thép trắng ha. Không rỉ, gọi là thép trắng thôi. Ten led, thép không rỉ. Vậy đi ha. Rồi một cây. Và cây thứ hai. Cây thứ hai là của thằng Top. Top. Dao băng ha anh em. Dao băng ha. Này là cũng là tên led thép không rỉ luôn. Đó. Cái này thì cái chỗ nhỏ nhất của nó là 2/2. 2/2. Ha, cái chỗ mà sát mí nhất, nhỏ nhất là 2/2 nha anh em. Đó. Rồi khi mình muốn tăng đưa ra thì
đẩy nó mình kéo nó xuống, đẩy xuống anh em đó, là ra cái lớn nhất. Lớn nhất của nó là 3/3. Cái này thì khi mà mở ra như vậy anh em, mở ra như vậy thì khi siết vô lật lại ha, đơn giản vậy thôi ha. Đó, đa năng ha, đẹp nha anh em, đẹp ha, mới thấy lần đầu cây này luôn mọi người, mới thấy lần đầu luôn. Ha, mỏng nha anh em ha, thiết kế mỏng nè, nằm trong cái cốc kẹt đồ là siết là ok luôn ha. Đó, siết ví dụ như siết vậy khi mở là phải lật ngược lại ha, mở vậy đó, lần thấy là thấy lần đầu tiên luôn mọi người, cái body này mới thấy lần đầu ha. Hai cái này đi trong vòng 3 nốt nhạc, giá 380k, xong. Tiếp theo là mình có một cái giá điện thoại, giá này chất lượng nha anh em ha, chất lượng, giá nó cũng không phải mềm nha anh em ha, bởi vì những thứ này bây giờ là chỉ cần lên một vài clip thôi là lên một vài clip bán là nó sẽ hot liền. Khổ vậy á mọi người, nó đau khổ cho nó ha, cứ gì mà mình lên là hot là nó sẽ mắc. Nhôm nha anh em, nhôm mà loại nhôm lớn nha mọi người, hai phần rưỡi anh em, 2/2 nhôm ha. Cây này 850k ha anh em, chốt đi mọi người ha, nó hơn gấp mấy lần một những cái cây da băng nha anh em, mắt lên da băng ha, cây này quá đẹp luôn, không chê vô đâu được. Review kỹ với cái giá tiền này, phải review cực kỹ cho anh em coi, không chê vô đâu hết nha anh em, không chê vô đâu hết, tay say còn đẹp luôn nha mọi người ha, chắc kèo luôn á. Cái này là anh em nó thật, anh em là nhìn cầm là để coi nặng nhiêu, 2 kg không, trời ơi hơn 2 kg nha anh em, hơn 2 kg đó, hơn 2 kg cho cây này. Rồi khi mà thu gọn lại thì nó nhiêu, cây này đáng quan tâm không mọi người, anh em nào làm chuyên dụng mà nên mua một cái gì này, 58 anh em, 58 mà chuyên dụng không chuyên dụng gì cũng có tiền là quất thôi, chứ không cần chuyên dụng gì hết ha, đúng không? Giờ trước hết coi cái đế nha anh em, trước hết coi cái đế rồi đó, với vàng đế mà nó đó là cái kinh nghiệm của Quý Bảo nha anh em ha. Mình cũng làm 2 năm mấy nay rồi, đâm ra thì đương nhiên nó cũng phải có một số kinh nghiệm để cho anh em là cái nó, với một cái chân đế mà nó có 3 cái kiềng này thì để cho mình rất dễ cầm lên để mà di chuyển hả anh em, di chuyển tới lui nè, thì nó sẽ không có cái chân này nó sẽ không có đưa vô lại ha. Nhiều khi mình cầm mình quay vậy nè đó, rồi khi mình quay tới cái lúc mà mình cần phải đưa xuống mà nó không có 3 cái chân này á, nó cái chân này nó sẽ tự chuyển ra vô anh em, không đều á, buộc lòng mình phải đưa tay mình sửa tới sửa lui. Còn riêng em này thì nó cứng khừ nha anh em ha, nó cứng khừ đây. Còn phần trên nó là tuyệt vời hả anh em, đây tay xay, đây tay xay gấp gọn vô ha, khi mà mình quay ra mình nới thì mình sẽ nới này ra cho lỏng ha anh em, và khi đó mình xay lên nhẹ nhàng ha, nhẹ nhàng không mọi người đó, nhẹ nhàng ồ, lên cũng khá dữ anh em
Đó, lên hết ga để quý bảo đo cái phần lên này thôi ha. Cái phần lên này là 20 25 phân nữa nha anh em. 25 phân cộng với 56 phân nãy nữa ha. Hồi nãy là 46. Nãy 56 đúng rồi. Rồi 55 đi, 55 với 25 là giờ đó luôn. 80. 80. 80. Đó. Coi như là chưa kéo mấy cái chân kia ra là lên được 80 nha anh em. Ha, 80. Rồi. Rồi giờ để mình kéo cái chân dưới ha. Trước khi kéo anh em coi mấy mấy cái đầu nữa. Chắc kèo luôn. Rất đẹp. Phải nói là rất đẹp là biết rồi. Ha, rồi. Rồi bây giờ để quý bảo kéo là hết coi nó được nhiêu nha anh em. Wow. Một thước rưỡi nè, kéo ra hết là được một thước rưỡi. Chân của nó thì thôi khỏi nói rồi, mấy trong này làm sao mà chỉ có mới là mới thôi chứ không thể nào mà có dấu hiệu cấn cá gì được anh em ha. Mới và mới thôi, chắc cú nha tay nó này. Cây này đáng đồng tiền đó mọi người, nặng hơn 2 kg nha, hơn 2 kg. Đặc biệt là cái tay xây nó nhẹ nhàng anh em. Tay xây rất nhẹ nhàng. Rồi xây xong rồi gấp vô luôn. Ha. Rồi. Bên đây là cái tay này là à, dặn ha, lên lên ha. Ồ anh em ơi, này nó có lò xo luôn anh em ơi. Đã thiệt. Lần đầu tiên thấy anh em có lò xo luôn nè. À, buông ra nó à, có lò xo cũng đẩy nè anh em. À, đó. Rất còn chưa chùi nữa. Nè mà chùi tới đâu sáng tới đó thôi à. À, chưa chùi nữa. Có lò xo mọi người. Không, à, có lò xo nè. Đó, đưa vào siết lại giữ cứng luôn. Này anh em chỉ cần mua về mua cái để cái để điện thoại nữa là vô là xong. Khá đẹp. Tem còn luôn nè mọi người. Bởi vì tem mình nằm ở giữa nó không thể nào chầy chóc hoặc là phai màu mắt được hết trơn. Ra băng nha anh em. Ra băng ha. Đó. Mấy cái đầu là nấm là không có cấn cá bể mẻ nha mọi người. Ha, nói chung em này liền lạc. Liền lạc. Còn 85%, 90%. Đế cao su chắc cú luôn. Đầy đủ anh em ha, không có bị mẻ bể gì cái cạnh nào nha anh em ha. Tay cầm nói chung em này là hoàn hảo á mọi người. Giá thì cũng hơi cao hả anh em, 850k.
quý bảo biết gì rõ, nhưng đều giờ chủ bãi giờ nó nói giá mình thằng này mua không được thì khác mua nó vậy á mọi người ha. Rồi mã 7579 giá 850k xong, let's go. Rồi tiếp đến mình có một cái máy lâu lắm rồi hôm nay mới về được em, lâu lắm rồi hôm nay mới về được em, một cái máy làm mì anh em, làm mì cán khô mực cũng được mà làm mì cũng được ha, cán khô mực cũng được và làm mì cũng được. Em này còn đế luôn nha nè mọi người, em này còn đế luôn ha, đế gỗ luôn ha, có tem luôn ha mọi người. Em này thì không thấy có dấu hiệu cứng cá ha anh em ha, không có dấu hiệu cứng cá ha. Đó. Quên coi giá, cái mã 582 giá 1.250.000, 1.250.000 cho một cái máy thích ép khô mực thì ép khô mực, không ép khô mực thì làm mì sợi cũng ok, cán bột ra là để bột ở đây là kéo ra thành sợi luôn. Nước sơn còn khá đẹp anh em. Ở trên mặt này thì nó cái phần nhôm nên nó có chút nè, nhìn đi mọi người. Không bể ha, không bể mẻ ha anh em. Nó có chút lão quá bên cái phần nhôm này ha. Tất cả những rulo bánh xe là không có cấn cá bể mẻ một cái răng nào nha mọi người. Ha. Không có bể mẻ một cái răng nào hết. Đằng sau này là nó có nó hai u lông nè anh em. À, xiết vô để chỉnh cho cái này nó mỏng nè. Ha. Đó, đẩy vô là nó mỏng nè. Đó. Đầy đủ ha, không có thiếu một cái gì nha mọi người. Ha, không cứng cá luôn ha, nước sơn anh em nhìn ha. Cảm nhận nha anh em. Đó. Rồi, em này nó hoạt động như thế nào? Em này thì nó hoạt động như vậy nè anh em, coi như là cái tay cầm này mà mình đẩy nó vô sát đây ha, thì nó sẽ ép cái phần trên ha anh em ha, cái phần mà trơn láng nè, trơn láng nè đó, nó sẽ ép cái phần trên. Anh em ép phần trên đó. Bánh xe là không có cứng cá, không có gãy một cái răng nào nha anh em, chắc kèo ha, em cũng còn khá đó mọi người. À, khi mình muốn cho nó có xuống dưới thì mình đẩy cái tay cầm này ra nha anh em, đẩy tay cầm này ra cho nó vô cái bu lông này ha, móc này tán này đó, là quay là ở dưới bắt đầu chạy đó anh em đó. Cái này mà anh em để bột vô ha, anh em để bột vô bắt đầu cái anh em cán ra ha, là thành sợi ra tuyệt vời ha. Nhậu mà khô mực thì cũng ok luôn ha. Đó ha, đưa ra ngoài nó có cái rảnh nè, đưa vô ngóc nè anh em, tán nè, đưa vô đây là nó xây dưới ha. Còn nếu mà mình đưa vô trong là nó cán loại cán mỏng rồi anh em ha, trên hai rulo trên chạy nè, nên nhìn hai rulo trên nó chạy nè. Đó còn kéo ra thì hai rulo dưới chạy đó mọi người, đó là cách hoạt động của nó.
Rồi. Em này thì bề cao nó là không tính cái dáng nha anh em, họ tính dáng đi. Tính dáng luôn. À 36 phân. Nghe kỹ xem kỹ nha mọi người, 36 phân. Còn bề ngang cái rulo này 8 phân rưỡi. Ha, cái nào cũng vậy, 8 phân rưỡi anh em. Ngang rulo nè. Đó. Rồi. Đẩy vô là được ha, đẩy vô là ở trên chạy ha. Đó. Rồi đưa xuống dưới là cái ở dưới chạy ha. Rồi hoạt động vậy là hoàn hảo hết anh em ha. Rồi. Cái này khi giao anh em là mình tháo móc ra, mình lấy cái tay cầm ra ha cho nó gọn lại ha, không chừng mình tháo cái đế ra mình để cho nó gọn lại nha anh em ha. Đó. Về mình ráp vô thôi. Nước sơn còn đẹp nha mọi người. Ha. Đó, chỉ có mặt trên này nè. Nhôm mà, này anh em về lấy nhám tràn cái này là sáng giới thôi. Trên nè anh em. Thấy không? Đó, chỉ cần lấy nhám trà lại cái là sáng giới thôi. Ok, rulo là không có cấn cá bể mẻ nha anh em. Rồi. Một cái máy ép khô mực giá 1.250.000. Xong. Let's go. 2,5 kg. Tiếp theo. Tiếp theo là mình có một cái mã 56561 giá 750k. Cho một cái eto cổ. Em này thì phải nói là đẹp. Răng hà mạc em nó là đúng hàng cổ mà vẫn còn ok nha anh em. Ha. Đây. Anh em coi răng đi. À, coi môi đi anh em. Môi liền nha, môi giống như thằng unit que vậy ha. Đó. Với em này thì cái hàm nó ra được nè anh em. 4 phân ha anh em, 4 phân. Đó, hàm mở ra được 4 phân. Còn cái hàm em nó có được nhiêu? 6 phân 2 anh em. Nặng nhiêu ký vậy? 2,5 kg. Nặng 2,5 kg nha anh em. Ha. À, mấy cái đồ đạc của nó là liền lạc mọi người ơi. Em này em thấy rất là liền lạc. À, mà không những vậy mà cái môi nó cũng đẹp nữa mọi người. Môi nó cũng còn ok nữa. Hàng cổ mà vậy là đáng quan tâm mọi người. Nào. Ha. Liền lạc. 2,5 kg này là để mình kẹp bàn thao tác anh em. Đó. Ha, liền lạc luôn nè. Môi nó cũng còn khắc đẹp mà nè. Ha. Đó. Mấy cái cạnh rồi cũng còn đẹp lắm. Thường thường mấy cái này về nó bầm dập mấy cái vàng trên hết trơn mọi người. Tại vì cái đe này á, thường thường đe thép anh em. Đây là đe thép. À, ở bên Nhật nó dùng để đập đóng, kẹp vô đập đóng cái này cái kia. Ha. Năm ra mà về hiếm cái nào mà được những em mà còn cái môi gì đó mọi người. Cái này là bao đập đóng luôn á mọi người. Đe thép á. Cổ hàng cổ. Môi nè. Liền lạc nha anh em này về tháo bụng ra anh em chùi cái chài nhám cái đó là tuyệt vời luôn á. Chơi rồi cước dày á, đánh sáng luôn. Thép mà. Ha. À. Rồi. Bề dài của em nó tổng thể là được 10 không có tính cái này nha anh em, không có tính cái chân này ha. 16 phân. Bề ngang nó hình vuông luôn, 16 phân vuông. Ha, đáng để sưu tầm. Đáng để sưu tầm. Ha, anh em nào mà làm đồ nhỏ là xài nó là coi như là bao luôn, đập luôn, bao đập anh em luôn cái này nè. Con này. Thép nha anh em. Thép nha. Rồi, 750k. Xong. Let's go. Mốc một cái 18 kg. Rồi tiếp đến mình có một cái Etofen hàng chữ nhật. Etofen hàng chữ nhật giá 2.950k.
2.950.000 cái mã 562. Fan. Ha, fan Navaja fan. Biệt em này là có dấu chữ nhật nha anh em. Chữ nhật. Với những cái hàng fan Navaja này anh em, mà nó là nếu mà màu nó xanh xanh bộ đội á, xanh rêu xanh bộ đội á, thì là nó không có cái dấu vít này, không có cái dấu vít này nha anh em ha, mà cũng là hàng Nhật luôn, nhưng mà nó không có dấu vít này. Còn riêng về cái thằng fan cánh quạt này mà có dấu vít này thì nó là cái màu xanh biển nha anh em ha, luôn luôn là vậy ha anh em ha. Em này thì ngoại hình thì không còn xuất sắc cho lắm ha. À, xuất sắc có nghĩa là nằm hàng bãi mà mọi người ha, nhưng mà được cái là em nó cặp môi mà nó không toàn thay liền lạc, liền lạc nặng 18 kg nha anh em. Anh em nhìn cặp môi đi, có một vài đường xiết nhuyễn, đường xước xước nhuyễn rồi ha, nhưng mà thật sự ra là thẳng băng ha, đặc biệt cái dàn môi đó mọi người đó. Ra bãi mà lựa eto mà bây giờ cho nó có là Uniwear chăng nữa mà cặp hàm nó mà nó là giật rồi là cũng không muốn lấy. Về đem về giới thiệu cho anh em xài mà cặp hàm nó có không được thì sao lấy ha. Còn mà thấy hàm có đẹp chăng nữa mà nói giá có hơi cao, quý bảo vẫn lấy ha. Ok không? Quý bảo là khách hàng đặt cương vị, với bảo là một khách hàng con này 3 triệu hàm dày và cũng hình hài này mà cặp hàm vứt đi 2.2 triệu cũng không có thèm lấy, đúng không anh em? Cương vị của quý bảo là vậy, quý bảo lấy hàng về là trong tâm trạng mình là người sử dụng, luôn luôn vậy ha, luôn luôn vậy, không phải mà lấy về mà thấy rồi đem về là cứ. Anh em nhìn cái đe đi. Riêng em này là quý bảo chưa có vệ sinh nha anh em ha, chưa vệ sinh. Nó còn seri nằm trên đây luôn anh em. 49-2-9271 số seri number còn nằm đây luôn. Em này còn cái đồng tiền chặn hành trình luôn nha mọi người. Em này còn cái đồng tiền chặn hành trình luôn. Gửi đến chú bác những sản phẩm mà khi chú bác về, chú bác lật thùng ra, khui thùng ra, cảm thấy ưng ý ha. Chứ còn mà không nên làm vậy. Uy tín thì không thể giờ bằng 1-2-3 triệu được ha anh em. Đối với quả là vậy. Em này tin quý bảo đi ha. Anh em nào xài cần những cái mặt hàng hàm 100 thì nên chốt em này, tin quý bảo. Đây. Môi nè. Đó. Đó. Vuông thành sắc cạnh, cái âm thanh mà vuông thành sắc cạnh là luôn luôn có khi quý bảo review hàng eto ra mà có xước có này có kia là không bao giờ đem về ha anh em, không bao giờ
Em này liền lắm mọi người, liền lắm luôn á. Hàm 100, mở ra 101, 11 phân anh em, mở ra 101. Hàm 102, 2 ly, bo cho mình thêm 2 ly. Nhìn cái vàng, hai cái vàng má đó là anh em biết là không có tác động bên ngoài anh em ha. Ha, số seri vẫn còn. Đây. Liên lạc, cốt tròn. Eto nào mà kẹp không được hả anh em? Eto mà về một cái nào mà kẹp không được, quan trọng nó cũng phải còn cái ngoại hình nữa anh em, đúng không? Dạo này bãi dạo này nó ế nhiều lắm anh em ơi ha. Bởi vì quý bảo chỉ thích cái hàng ha. cứng khừ luôn, không có độ rơ lắc gì trên ha, cứng ngắc. Cái này là chưa xịt R7 lên nha anh em. Xịt lên anh em sẽ thấy bóng 7 liền. Này về anh em vệ sinh lên cái nữa là thì hôi rồi đó ha. Mà không thì để xài luôn, tự động sáng. Có chân tay anh em làm là tự động sáng. Rồi, coi môi nha mọi người. Đó, môi nó vậy á. Đây anh em. Đúng là hàng chuẩn Nhật nó vậy á mọi người. Nó liền liền băng luôn. Ha. Liền băng luôn. Ốc vít cũng đầy đủ ha anh em. Ốc tán đầy đủ ha. Bề dài của em nó là được 38 phân. Bề cao 19 phân rưỡi. Hàm 100 rồi. Ha, còn số phay luôn nè mọi người. Còn số phay luôn. Đây. Còn số liền mặt nha, liền lạc luôn nha anh em. Số và series nó còn đây luôn nè. Em nào mà fan có dấu vít là màu biển. Còn em nào fan không có dấu này là màu xanh riêu ha anh em. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi, đơn giản cái đang giỡn vậy thôi. Và cái màu sơn zin này mình cũng màu sơn này mình cũng có anh em ha. Mình cũng có. Mã 562 giá 2.950.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Đáng quan tâm cho em này. Cặp môi đẹp quá trời luôn. Xong, let's go. Rồi, tiếp theo đồ điện nha anh em. Hôm nay em làm coi như là thập cẩm luôn mọi người ơi ha. Có số nào gần là bốc số đó. 565 giá 450k. 450k cho một cái em mài khuôn. Đầu kẹp 6 ly. Đầu này 6 ly nha anh em. Của thằng Hitachi. À, điện 100V, cái mã nó là anh em LDU6, điện 100V 240W, dòng tua của nó là 23.000 vòng trên phút nha anh em. Ngoại hình khá nha ha. Nhôm có chỗ còn sáng nè, ốc ác còn sáng lắm mọi người ha. Mày khuôn ha, đầu 6 ly nha anh em. Rồi, ghim điện test máy.
liêm điện test máy. Chưa có điện pin. Đừng rời khỏi màn hình nha anh em nha. Còn một hai sản phẩm rất độc ha. Đừng rời khỏi màn hình nha. Em ru hết nè em. Em ru ha. Cái mã 565 giá 450k. Đây này ngoại hình khá nha mọi người. Ngoại hình khá. Xong. Let's go. Tiếp tục anh em. Này không biết kêu là mày khuôn hay là đánh bóng nữa. Ha. Không biết kêu là mày nặng 18kg nha anh em. Nặng 18kg. Em này cần phải sự có sự hỗ trợ. Chứ một mình cầm nguy hiểm. Cái này là mình nghĩ là nó là một cái máy, một cái máy bóng anh em ha. Nặng 18kg. Thì cái này là mình nó thiết kế để cầm nè mọi người. Nó thiết kế để cầm nè anh em. Đó. Thấy không? Cầm cái này là phải có xích keo lên anh em ha. Cái xích treo lên rồi cầm đó chỉ quơ qua quơ lại thôi, chứ còn dùng sức để quơ qua quơ lại thôi, chứ nó treo sẵn anh em ha. Đó. Giá 1,8 triệu. Giá 1,8 triệu. Em này tại sao quý bảo đem nó về ha? Bởi vì em này mà có ế không buồn hả. À, quý bảo tính là để bán cho anh em xài, còn không thì đi qua cho nó một cái chân đế để mà ở nhà đánh bóng. Ok chưa? Này mà cút này mà để đánh bóng thì thôi quá ghiền rồi còn gì nữa ha anh em ha. Em này thì nó là điện 3 pha 200V nha anh em ha. Vì thế cho nên là mình có thay cái đầu này ha. Thật thà vì dũng cảm. Có thay cái đầu này hả anh em? Thay cái đầu này. Đó. Và cái 3 pha 200V thì về đây, anh em nào có biến tần xài biến tần. Còn không có biến tần ha, muốn làm một cái máy đánh bóng thì đây là quý bảo đã gắn sẵn cái tủ nằm ngoài luôn. Nằm ngoài ha. À, cho nó thiết kế cho nó nằm đằng sau cái cọng dây điện. Đây anh em. Ha, nằm sau cọng dây điện. Này mình chơi cho một cái đế. Đó. Thật sự là quý bảo chưa test luôn. Không biết nó chạy như khủng bố như thế nào, chưa test luôn. À, thợ nó làm rồi ha. À, mình cũng y cho nó, mình cũng chưa test luôn nha anh em, chưa test luôn. Nó của Toshiba nha mọi người, hàng Toshiba ha. Bi gom đợi cho chú bác coi con. Em này tem nhôm đẹp luôn, Toshiba nha anh em. Mã nó là BG 180 T2 ha. À, nó xài cái đá là 180 nhân cho bề ngang 2,5 phân ha. Đường kính 118 phân, bề ngang đá là 2,5 phân, cốt nó là 19 ly ha anh em ha. Cốt nó là 19 ly. Đó. Đặc biệt dòng tua em nó 3000 ha, dòng tua 3000. Điện nó nè, điện nó là 3 pha 200V ha. Và công lực của nó là 510W ha anh em, 510W. À, với cái 510W này mà nếu anh em chạy biến tần thì nó đủ cái công lực của nó 510W. Còn nếu mà mình đã qua cái tụ này thì nó sẽ giảm đi từ 20 tới 25% công lực. Nó tầm rồi bây giờ nó thì tầm 380W ha anh em, hơn nửa ngựa, rất đáng quan tâm nha ha. Mới ha mọi người. Công tắc nằm đây, zin luôn nha anh em, zin toàn tập ha, dây zin luôn ha. Đó là cái tụ này mình thiết kế nằm ngoài, tính cho một cái tụ vuông ở trong anh em, cho cái tụ vuông nằm ở trong đây luôn, nhưng mà nó gắn không vừa cái này
có dừa nhưng mà nó không đủ lực để nó không đủ cái công sức để nó đề cái cốt, đâm ra nó phải loại là 50. Chứ nếu mà nó mà 35 thì nó có một cái cục nằm trong đây rất là vừa. Không, nhưng mà không sao, tại vì cái này mình chỉ có thể là gắn anh em nào mà làm chuyên nghiệp ha, thì có biến tầng thì móc treo làm chuyện khỏi nói rồi. Còn với gia đình ha, với một gia đình muốn một cái máy đánh bóng cốt dài thì nó lại cũng là một sự lựa chọn ha, đặc biệt là giá của nó ha. Rồi bây giờ để quý bảo ghim điện test máy cho anh em coi ha, điện gia đình nha anh em. Cái này cũng phải cần có trợ lực không, để mình làm luôn. Cầm giữ lại cho ba. Thôi khỏi. Đấy, mình cũng chưa chạy, đâm ra mình phải an toàn là trên hết. Mình cứ dạy thử nữa anh em ha. À, rồi ghi điện với ba. 1, 2, 3. Ghi nữa thôi. Rồi, để em thử coi nó sao nha anh em ha. Rồi ơi, em cù anh em ơi. Dư sức anh em. Cái tiếng kêu nó là cái tiếng kêu của cái chén ha mọi người. Tiếng kêu là tiếng kêu của chén nha anh em ha. Wow ơi, im ru rồi mọi người. Ghim lại coi, ghim lại cho chú bác nghe lại ngữ cho nó sướng. Rồi, rồi bật tắt lên nè mọi người. Trời ơi, im quá nè mọi người. Này là hơn nửa ngựa đó, là 380W, là hơn nửa ngựa anh em, hơn nửa ngựa, dòng tua 3000, đánh bóng đánh cước, anh em muốn làm thứ gì nó làm, chỉ cần thiết kế là lúc này coi, thiết kế cho nó một cái chân ha, một cái chân đứng lên nè, đó vậy là xong, quá đẹp luôn. Cốt dài nè mọi người ha, cái này ế là không buồn nè, nó vậy á, ế là sẽ bán cái máy cũ đi để cái máy này xài ha. Điện 220 nha, xài điện 220 gia đình nha. Giá 1,8 triệu. Rất đẹp. Còn mới nha anh em, khá đẹp luôn, tem đẹp luôn đó mọi người. Quan tâm đi anh em ơi. Ha. Tin quý bảo đi. Rồi tiếp theo, đổi điện. Rồi ba. Đổi điện chưa? Rồi. Tiếp theo lâu ngày xuất hiện một em máy xay cà phê. Một máy xay cà phê. Em này ngoại hình là đẹp ha anh em, đẹp ha. Nghe kỹ xem kỹ nha anh em, nghe kỹ xem kỹ và suy nghĩ thật kỹ. Nó có hãng Fuji. Fuji Roja. Ha, Fuji Roja. Ra băng nha anh em. Coffee mix cà phê sữa hả? Fuji Roja. Mình đọc na ná thôi nha anh em ha. Mình đọc na ná thôi. Mình test nó mà cái bã cà phê nó còn xuống đây nè. À, Toshiba anh em. Toshiba. À, sản xuất tại thành phố Tokyo, Japan. Ha. Bình thường mình thấy màu đỏ bầm, hôm nay sẽ đụng được cái màu vàng tươi. Em này ngoại hình cũng có một số cái cứng cá nha, cái chóc sơn anh em chạy ha, chạy xước ha. Đó, nhưng mà dây zin nha anh em, công tắc zin, dây zin. Zin toàn tập luôn ha. Zin toàn tập. Đây, zin toàn tập. Này để chặn cà phê anh em. Chặn cà phê. Rồi. Này là nó có 10 cấp anh em ha, 10 cấp. 10 cấp. Đó.
phin, bình, lược ha. Rồi giờ để mở cái nội thất cho anh em coi ha. Đây, sáng giới luôn anh em, này cà phê thôi anh em ơi ha, cà phê thôi à. Đó, đây cũng vậy nè, cà phê ha. Rồi, rồi coi cái lưỡi cắt của nó nha anh em ha. Ok ha, nhảy ok ha. Đó là kinh nghiệm của mua máy xay cà phê. Rồi anh em coi cái lưỡi nè, sáng giới luôn đó ha. Ngay trong đây nó còn cà phê luôn nè mọi người ha, nó nấu cà phê luôn nè. Ok ha. Rồi rất lâu rồi mới gặp được em đem về cho anh em. Ngoại cũng có anh em ơi mà cũ mọi người, không được rồi, sáng mua mà vừa mua vừa xài vừa sưu tầm mà cũ quá thì sao sưu tầm được, phải sáng sủa. Ok rồi, coi gầm luôn hả anh em, sáng giới luôn, zin đét luôn nha mọi người ha. À, zin đét luôn ha anh em, không cấn cá bể mẻ nha anh em, mà đặc biệt nó còn thấy cái màu nó còn mới luôn mọi người, thấy không, em này là ok á. Rồi em nói là Toshiba, điện 100V, công lực của em nó bao nhiêu, 9.4 à, sorry, 0.36 kW, gì có mấy chục kW thì trời, nhẹ chứ vậy, 0.036 kW nha anh em ha, 0.36 kW, điện 100V, dòng tua em nó là 1430, 1430. Rồi ghim điện các máy dây zin luôn nha anh em, dây zin zin toàn tập ha, công tắc zin luôn, nói chung em này zin toàn tập. Rồi ghim điện xong, điện 100V không con? Dạ 100 ba. Rồi bà công tắc lên coi nó sao. Im ru. Im ru hả anh em, rất im. Rồi cái mã 567, một cái máy xay cà phê giá 2.050.000, 2.050.000 nha anh em. Xong, let's go. Rồi tiếp tới là mình có một cái máy mài nước, cái mã 568 giá 1.500.000 cho một cái máy mài nước. Em này thì cấn cá cũng hơi bị nhiều ha, cấn cá cũng hơi bị nhiều, mà toàn bộ cái phần cấn cá của nó là trên cái mặt này anh em, trên cái mặt này ha,
trên cái mặt này. Này thấy không? Đó. Trên cái mặt này. Đó, còn phần dưới là nó bằng tôn mà. Đâm ra thì không thể cứng cá được ha. Đó. Đặc biệt là để mình đo cho anh em coi cái viên đá này, mình cũng rất ngỡ ngàng khi mà cái viên đá mà cỡ này. Lần đầu tiên mình cũng cảm thấy cái viên đá này ngỡ ngàng dữ vậy. Cái độ dày của viên đá đó mọi người. Hai phân anh em. Hai phân. Độ dày của viên đá 2 phân. Đường kính của viên đá 205. 205. Cứng cá đúng một cái khúc này chút xíu. Ha, một cái cạnh này xíu. Thật sự ra là mình mài này thời gian là anh em xuống cỡ là 1/7 là nó bứt cái chỗ này rồi. Ha. Còn hầu như viên đá này hình như là mình cảm có vẻ như nó không có xài nữa anh em ơi. Không có xài luôn. À, nó bị cứng cá đây nè mọi người. Cái đế nè. À, bán này coi như là bán cho anh em cái motor dạng viên đá thôi. Motor từ nha. Đặc biệt em này là motor từ xài với Coro nha mọi người. Motor từ. Lựa đời là chạy hoài. Không cần 30 phút phải dừng lại ha. Đẹp không? Phần dưới rất đẹp. À, phần dưới nè. Rất là đẹp. Đây. Thông số kỹ thuật nằm ở đây. Đặc biệt hàng ngày. Hàng này made in Japan. Ha, made in Japan. Mã nó là RS205A. 205A này là chứng tỏ là viên đá này hay đá 205 nè mọi người. Đó. Rồi, 165W. Điện 100V. Dòng tua của em nó là 450 vòng trên phút. 450 vòng trên phút anh em. Mài nước thì vậy là đúng rồi ha. À, đặc biệt hàng nè, không còn của Đài Loan nữa anh em ha. Made in Japan. Em này cứng cá chỗ này nè mọi người. Đây, thấy không? Đó. Cái này anh em về kiếm tôn đồ thiết kế cho nó ha. À, nhôm nữa anh em. Thiết kế cho nó có dòng nhôm ha. Đó. Nhìn còn lộng lẫy hơn nữa ha. Quan trọng là nó phải giữ được cái khay này anh em ha. Tại vì khay này ở đây thì nó có cái gờ lên nè. Khi mà mình nước xuống á thì nó sẽ chảy xuống đây và nó chảy ra cái lỗ đây ha. Nó không có vô mưa tưa, quan trọng là phải giữ được cái khay này anh em ha. Ở trong này nó có cái gờ nè, khi mà nước anh em thiết kế cho nó một cái đường nước vô dày ha, vô dày thì nó xoay, khi nó xoay nó sẽ chảy xuống cái khay này và nó qua cái lỗ này ha. Thế thôi, viên đá khá ok, nó chỉ đúng cái chỗ này anh em. Đặc biệt em này motor từ nha, motor từ nha mọi người ha, khá đẹp. À, và cái này là mình cũng đã có thay cụm dây cho nó nha anh em ha. Có thay cụm dây. Đẹp nha, phần dưới rất đẹp. Chỉ có bị cái khay này thôi ha. Còn viên đá này thì cũng không có cái gì ha. Mình mài từ từ nó sẽ xuống. Mài anh em mà mài xuống 3 ly nữa thôi. 3 ly thôi, còn 1/7 cái viên đá này xài biết chừng nào mới hết viên đá này thiệt. Rồi game điện test máy. Em như mới xuất xưởng nha. Viên đá phẳng lì nha anh em, bằng phẳng ha, không quăng không giặt dìu xuống biển ha. Viên đá này đáng đồng tiền đó mọi người ha. À, dưới là dây Coro xài motor từ. Con viên đá nè, cái này anh em mà xíu là nó bứt cái này, mà phần trên này thì mình vẫn xài bình thường, anh em đâu có ảnh hưởng gì đâu không. Xài chừng 3 ly là bứt cái này, là viên đá còn như 2 phân như mới luôn. Bán viên đá với cái motor ở trong cho anh em thôi. Ok chưa? 1.500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Xong. Let's go.
sáng đi đâu coi. Rồi tiếp theo ha. Được rồi, combo hai cái chú bác cũng chốt rồi ha. Hôm nay tiếp tục lượm được em nữa. Em này thì không có gửi ha. Mã 569 giá 1.200.000. 1.200.000 cho một cái máy mài dầu ha, mài hợp kim. À, thông báo cho anh em ha, cái riêng cái máy này không phải là cái máy mài nước nha anh em. Không phải là cái máy mài nước để anh em về anh em mài dao, mài cộ ha, mài nước rồi ha anh em ha. Đó, mà là một cái máy mài dầu cho anh em mà chuyên nghiệp à, làm tiện nguội nè. À, do coi như là những cái ba giới ha, cho cái mặt càng phẳng càng láng thì là nó nha anh em. Cái này nó không phải để nước vô xài mà là để dầu ha. Có nghĩa là nhớt ha, nhớt loãng như là dầu nhớt máy may đồ cái nọ loãng ha anh em ha, để vô xài mới muốn ăn nha. Còn không về không có lấy nước mà chế lên mà xài là không phải nó ha, đá dầu ha anh em. Em này thì 113W luôn luôn là vậy. Dòng tua của nó là 1340W ha. Đó. Thông số là luôn luôn cái này luôn luôn là vậy. Ở trong đây á anh em mà dở ra mà anh em nói mà cái motor tự nó mà có hơi cũ. Mình bao anh em nó mới coi như là riêng về cái máy này, tại sao mình cũng không hiểu sao mà cái motor này dở ra cái nào nó cũng mới anh em ơi. Không có nào thấy cũ à. Kỳ không hiểu nổi. Cái viên gã này còn nhiều. 18 phân nè anh em. 18 phân đường kính ha. Đó. Cái này muốn mài nước á, thì anh em kiếm mua viên đá mài nước về. Đó. Mua viên đá mài nước về. Đó. Và trong đây cái rãnh này cũng có thể là thiết kế cho mình để mài nước được nè, nó có nước, nó có lỗ để thông nước ra được nè. Đó là thay viên đá mài nước vô mài dao là ok. Còn riêng viên đá này là không, sau khi là mình đã mài bén rồi à, mình gắn viên đá này để mình do lại là cái dao mình nó sẽ lâu bị cùn nha anh em ha, lâu bị lục ha, nó triệt tiêu toàn bộ ma sát làm cái dao mình nó bén hơn ha, nó lâu lục thế thôi, chứ không phải mà để con dao cùn lên mà mài này kêu cho nó bén là không có nha mọi người ha, phải phân biệt vậy. Và cái viên hợp kim này cũng còn đầy lắm nha anh em ha. Đây mọi người, hợp kim này cũng còn đầy lắm ha, mà đặc biệt là nó liền lạc nha anh em, liền lạc ha. Đó, không cấn cá gì ha, dây zin luôn nha anh em. Rồi ghim điện test máy. Đầm quá anh em ha. Đầm quá. Này mà để chạy hoài, để hoài nó chạy hoài. Cái mã 569 giá 1.200.000, cái này mình để hoài nó chạy hoài anh em. Hôm qua mình test rồi, để hoài nó chạy hoài, nó không chịu dừng. Rồi cái mã 569 giá 1.200.000 xong, let's go. Rồi tiếp tục anh em, tiếp tục là huyền thoại nó trở lại đây ha. Mã 570 giá 1.750.000. Đây anh em nào mà chú bác nào uống mài dao ha, mài dao mài cộ thì đây mới là cái sản phẩm để cho chú bác mài dao mài cộ. Một con mai ta 9.800 ha, một em mai ta 9.800. Em này thì không cần nhìn thông số cũng vẫn có thể đọc được. Em nó là Makita. Mã của nó là 9.800. Dòng tua của nó là bên đây là 3.000. Còn bên đây là 1.600. Em nó sở hữu công lực là 230W và điện 100V.
đá của nó là đá một 12 năm, 125 mm, cốt của nó là 12 đi 7 ha, cốt nó là 12 đi 7. Còn viên đá bên đây á, là bề ngang là 4 phân, lâu rồi mình không đo thử viên đá này, đúng 4 phân luôn nè, đúng 4 phân em này á, thì đúng là để cho chú bác mài nước nha chú bác ha. Đó, đặc biệt là có cái cử này ha, cái cử này thì nó sẽ tiến lùi được ha, ra vô được là dặn làm sao nè, anh em nhìn đây nè, đó ra vô từng ly một nha, chính xác, độ chính xác cao ha, đó ra vô chính xác cao. Giờ em nó nghiêng nghiêng lên nghiêng xuống được nhờ cái bên đây ha, để cái lưỡi dao mình cỡ nào á, là nghiêng cái đúng chuẩn ha, là không sợ xê dịch nữa ha anh em, ok chưa? Rồi em nó còn một cái cử bên đây nữa nha anh em, một cái cử tiến lùi bên đây nữa ha, mà mình đã thường thường lấy về là những cái cử này mình phải tháo ra mình chùi dầu nè, bởi nó khô dầu hết trơn à ha, chùi dầu cho nó trơn tru vậy thôi đó. Rồi mặt trước ở đây rồi coi viên đá luôn, có nhâm chút đỉnh anh em ha, viên đá này bảo đảm anh em là còn rất là mới luôn, nó chỉ nhâm mà do cấn cái cạnh đây xíu là anh em ha. Còn ngoài ra viên đá nó cách cặp tè nhiều, để coi coi cách cặp tè có 4 ly thôi, cách cái cặp tè này có 4 ly thôi đó. Còn viên đá đỏ này cách cặp tè 1 phân, viên đá này cũng còn đầy nha anh em, viên đá đỏ luôn ha, em này đáng quan tâm nha mọi người. Rồi cặp tè còn ha anh em rồi mặt sau đây, ở đây nó có cái nút này, nút này nè mọi người, nút này để làm gì ha, để nói cho một số anh em chú bác nào chưa 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 tiếp cận được với nó ha. Đây là một cái nút để giữ đá, có nghĩa là khi mà mình xây viên đá nè, mình đẩy vô nè, thì hai viên đá nó sẽ cứng cứng lại, nó giữ viên đá lại cho mình dùng chìa khóa mở cái thay viên đá ha, hoặc là sửa cái gì đó mình muốn tháo, cần phải tháo đá ra, thì khi mình xây thế này mình nhấn vô nghe cái cọc là viên đá nó tự cứng, không cần phải vịn bên đây mà mở bên đây ha, hoặc là vịn bên đây là mở bên đây là không có ha. Cái này là cái hay, chỉ có thằng ma người ta 9.300 và 9.800 mình mới thấy có cái nút này đó. Giờ đây đây là chỗ để anh em thiết kế, đúng ra nó sẽ có một cái khay đựng nước, khay để nước cho nước nó chảy qua chỗ này, ở đây nó có lỗ anh em ha, trong đây là nó có một miếng nỉ ha, anh em đút cái ống vô đây ha, nước nó chảy thấm vô cái miếng nỉ này, nó sẽ ăn vô cái viên đá này, bởi vì viên đá này phải có nước mới có tác dụng nha anh em, phải có nước mới có tác dụng đó. Rồi sẵn đó anh em coi cái màu sơn luôn để nhìn kiến coi, quá ok ha, em này thuộc vàng gọi là á hậu 4, không được hoa hậu, không được á hậu nhất nhì với á hậu 4 rồi nè ha. Màu sơn còn đẹp lắm mọi người ơi, đẹp lắm người ơi. Dây zin, dây zin luôn nha anh em, Makita. Rồi ở đây nó còn cái cử tiến lùi nữa nha anh em, còn cái cử nữa, cái cử ở đây là làm gì, còn một cử tiến lùi mình có thể tháo cái cử này ra, tháo cái chữ T ra đưa vào đây để mình mài phá nó, sau khi mài phá nó xong tháo cử đưa lại chỗ này để mình mài nước cho cái máy cho cái dao mình nó bén là qua bên đây. Đặc biệt là viên đá thì còn mới nha anh em, cách cặp ve nó chỉ có cấn cá nhẹ ở chỗ này thôi đây ha, cấn cá nhẹ nhẹ đó đúng không, rất nhẹ. Rồi công tắc zin ha, thì từ cái dòng tua máy bên đây là 3.000 mà chuyển qua bên đây 1.600, thì ở đây nó có một bộ nhông chuyền nha anh em, và bởi vì có nhông chuyền đó nên khi mà máy nó bật lên nó luôn luôn có tiếng rì rào ha, nó không êm như những em mà Mata 9.300 là hai bên là dòng tua 3.000 như nhau, mà bên đây 3.000 bên đây 1.600 thì đây nó sẽ có nhông chuyền ha mọi người ha, đương nhiên nó phải có cái tiếng rì rào ha. Rồi mà không phải là lỗi của máy nha anh em ha, anh em có thể tham khảo một số anh em bán hàng.
đặc biệt riêng cái thằng Magetta 9003 và 9008 này độ rung nó hầu như là bằng không, hầu như là bằng không. Nè nè, không có độ rung luôn đó nè. Em nó nặng 16 kg. Em nó nặng 16 kg. À, mà kích thước của em nó thì rất là nhỏ gọn, 31 phân. Bề cao của nó là 20 phân, rất nhỏ gọn. Còn bề ngang nó nè 16 phân. Đặc biệt là màu sơn nó còn khá đẹp nha anh em ha, màu sơn zin luôn ha, nguyên zin ha mọi người ha. Đó, thường thường là cứ trong đây xanh rêu, ở ngoài xanh ngọc là luôn luôn là vậy, ốc ác và còn 7 màu hết anh em ha. Ha, em này là thật sự là đáng quan tâm. Anh em nào cần một cái máy mài nước, nó là một sản phẩm đáng quan tâm, giá không thể là thấp hơn 1,750 triệu. Xong, let's go. Rồi tiếp tục một sản phẩm cũng khá hot ha, mà cứ hãy hot là khổ vậy đó mọi người ơi. Chủ bãi giờ này nó thường xuyên coi kênh mình bán ha. À, mình bán nhiều là biết hết nhiều rồi, bởi vậy rất khổ tâm. À, một cái cắt sắt ha, và cuốn luôn nha anh em, cuốn sắt luôn ha, đa năng luôn ha. Đó. Em này ngoại hình nó vậy là hiểu ha anh em, cảm nhận ha anh em ha. Luôn luôn là MCC ha mọi người, MCC bằng ha anh em. Đó, nó cắt cáp nè, D13 và D10. Cắt cáp 10 và cáp 13mm ha anh em ha. Rồi, tem còn ha, màu sơn nguyên zin ha. Cán tay là còn không có nứt nẻ nha anh em. Dài nó hình như là 1 mét, để đo lại coi. 1m07 phân nam, 1m07 phân, không cấn cá nha mọi người ha, không cấn cá, liền lạc ha, ốc zin nó ha, màu zin nó luôn nha anh em, ốc zin, màu zin, em này còn khá mới đó mọi người ha, khá mới. Đặc biệt hai cái lưỡi nó là không có dấu hiệu mẻ nổi nha. Đó anh em, tiếp tục một sản phẩm bị lỗi mà không thấy anh em, giờ mới thấy nè. Rồi bi hạ xuống cho ba 400k. Ừ anh em, có mẻ nhuyễn nè anh em, đây nè, chút xíu nè đó, để cho anh em coi nè, mặt đuôi nè. Ha mọi người. Ha, nhưng mà coi em coi 2G nữa nè. Đó. Chút xíu anh em. Hạ xuống nữa con. Em luôn. Hạ xuống nhiêu? 1 triệu. Mới quá mà dính trưởng. Chút xíu thôi nha anh em ha, bị có dừng 2 ly à, 2 ly mà hạ xuống cho anh em 750k, giá 1 triệu. Ok chưa, làm chủ nó vậy á, thích sao làm vậy à.
Rồi xong. Let's go. Tiếp theo nè em. Tiếp theo là mình có cái ba lăng 500 kg. Rồi nè. Giá cái mã 564. 564 giá 1.050.000. 1.050.000 cho một cái ba lăng 500 kg nha anh em ha, còn 7 màu luôn nè. Đó, tem còn ha mọi người, xích đẹp ha. Cây xích dây xích tải của nó là tầm 2m7, chưa tới 3m nha anh em. Còn dây xích kéo của nó đó là 4m nha anh em, hơn 4m. Nó của hãng Telephone ha mọi người. Telephone ha, da bằng ha. Đó. Móc nó nè. Móc nó còn đẹp luôn nha anh em. Không có dấu hiệu quá tải ha. Còn đẹp luôn, chưa quát móc nha mọi người. Đó. 7 màu luôn nè. 500 kg ha. Rồi, mình kéo thử cho anh em coi. Ok ha. Còn kéo xuống là nó không có tiếng tiếng con chó nhảy ha anh em. Nhà khi mình kéo lên là con chó nó hoạt động nè mọi người. Nghe nghe cái tiếng ha. Là nó không có con chó nó hoạt động thì nó không cho con tụt xích được ha anh em. Ok ha, loại này cũng nhỏ gọn mọi người ha. Coi nè. Bàn tay em vô nè, đặc biệt là telephone da băng ha anh em ha. Da băng. 0,5 tấn ha. Là 500 kg ha anh em. Cái mã 564 giá 1.050.000. Rồi tiếp theo anh em. Tiếp theo là có hai mã. 575, 1.650.000. Và 576, 850.000. 850.000. 850.000 cho một cái đục hơi. Cái này gần bữa mình có làm nhưng mình quên test cho anh em coi nè ha. Đâm ra anh em cũng không tin tưởng ha. Một cái đục hơi. Ha nó ha, của thằng Nissin anh em, sản xuất tại Osaka ha, một cái đục hơi. Em này là có cái đuôi chuột là chống 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 rối luôn anh em ha, đuôi chuột chống rối luôn nè. Đó rồi, em này thì dài của nó là tầm là cỡ sau lưng mà các bạn. Bốn mươi nha anh em. Đó. Rồi để mình test luôn cái máy này lại rồi mình test luôn nó cho anh em coi ha. Máy này là mình mấy bữa nay nè mà hơi nó vẫn còn cầm nè mọi người ha, nó vẫn còn cầm 4 kg nè. Rồi cái mã nè 575 giá 1.650.000. 1.650.000 cho một em Mark AK 615B. Em nó là điện 100V 710W ha. Và lưu lượng lít của nó nè mọi người 65 lít trên phút. 65 lít trên phút. Em này đó thì ngoại hình khá anh em. Em này nó chỉ có một cái điểm nhỏ để anh em là đây mọi người. Bên này không đây. Đây là cái van xả nước nha. Đây là cái chỗ để mình quấn dây điện nè mọi người. Quấn dây điện nè ha. Đó, em này khá nha anh em. Này gia đình xài là coi như là không chê vô đâu được trơn á. Đều giá nó hơi rẻ ha. Bởi vì đây nó có cái cấn nhẹ nè anh em. Đây. Ha mọi người. Đó, rất nhẹ. Xài gia đình thì ok luôn. Cái này mà để nhà mà bơm giá bơm hơi này kia nó là hết chê luôn nha anh em ha. Và đặc biệt đây nó có trên cái nắp này nó cũng có cái bị cấn nhẹ nè mọi người. Thấy anh em. Mình đã xử lý keo AB vô cũng rất êm. 1.650.000.
em này mà liên lạc thì nó phải trên 2 triệu nha anh em ha. Đặc biệt là tem tiết rồi nó còn rất là ok nè mọi người. Em này nó có hai thế, thế đứng và thế nằm ha. Đây là có 4 cao su để nằm nè mọi người. À, này là nó cũng gọn đó anh em. Bề cao tầm 40 à. À bề cao 50. Bề ngang nó nè. 40. Đó. Khá liền lạc luôn. Em này cầm hơi hơi bị lâu nha anh em ha. Nó còn cầm hơi lâu cũng nè. Rồi bây giờ ghim điện test máy cho anh em coi. Rồi. Tiếng máy nghe hết chê luôn. Sẵn test luôn cho anh em coi cái này luôn. Anh em nhìn đồng hồ nè anh em. 65 lít trên phút ha. Tha hồ xài ha. Tiếng máy để nó cách 3 tấc rồi anh em nghe không anh em? Rất là êm. Coi như là lên 8,5 kg là nó ngưng anh em ha. Rồi mình chỉnh mình test cái đục cho anh em coi luôn nè. Khá mạnh. Ok anh em. Rồi. Rồi để coi coi bao nhiêu ký nó hạ. 8 ký rồi. Coi như là 7 ký nó bơm lại anh em ha. 7 ký nó bơm lại. Rồi. Cái mã 576 giá 850k cho một cái đục hơi anh em ha. Còn cái mã 575 là 1,650 cho một cái bơm hơi AK Lon nha anh em. Mã 665F ha. Giá 1,650. Em này còn ngoại hình còn khá nha anh em, chỉ có cứng cá nhẹ vào cái bình này xíu ha, không ảnh hưởng gì ha. Dây zin toàn bộ zin đét luôn nha mọi người. Xong không có dây hơi này nha anh em. Xong let's go. Rồi tiếp đến anh em. Tiếp đến là cái mã 572 giá 3,8 triệu nha anh em. 3,800k cho một em trà nhám băng ha. Của thằng Miyuho. Ha. Nhìn cái tem là biết là hàng cổ điển nha anh em ha. Đó. Em này là 3 pha 200V anh em ha. 3 pha 200V. À, về đây mình đấu cái tụ vô để mình xài là điện 220 gia đình nha anh em. 400W ha. 400W. 400W dòng tua nó là 1500 vòng trên phút ha anh em. 1500 vòng trên phút. Em này thì về nó là nó bị công tắc nó bị mất nè anh em ha. Nhưng mà mình cũng đã tìm cho em nó được một cái công tắc zin Hitachi ha. Hitachi công tắc Nhật nha anh em. Đó. Chỉ có mỗi vụ này thôi ha, chỉ có bị công tắc này thôi, nhưng mà được vẫn được cái công tắc zin nha, công tắc mới nha mọi người ha, công tắc còn đẹp á. Rồi cái này thì là mình đã lên
đấu tụ cho nên em nói rồi hai anh em ha, giờ về ghim điện 220 là làm việc thôi ha. Em này là có hai thế, ở đây có nút của dặn hai anh em dặn cho nó đứng lên ha. Đó. Hơi nặng hết em, để nặng đi. Mày phải sức lực thôi. Khoan qua. Cái này nè ba, khoan cái này nè. Không. Tắt chưa? Chưa hả? Để luôn. Cái mình test cho anh em coi ha. Cái này có thể có đứng được nha anh em. Đó. À, mình cũng chưa để đứng lần nào. Đều em này liền đạt nha, để là không có vấn đề mà cứng cá nha mọi người. Ha, màu sơn zin luôn nha anh em. Ha. Nhám này thì mình sẽ tặng cho anh em là tổng cộng là 4 tờ nhám anh em ha. Ở đây một tờ và thêm 3 tờ nữa. Đó. Về nhà ghi điện 220 làm phà ha. Nước sơn zin nha. Rồi xong. Này để kinh kệ mình phải đưa cho nó im rồi đã mọi người ơi. Rồi, ok. Cứng khừ ha. Rồi. Ghim điện test máy. Ở đây là cái nút này lại chỉnh cho nó qua lại nhám nha anh em, tắt kinh cái nhám lại ha. Ngoại hình là không có cứng cái ha mọi người. Rồi ghim điện 220 test. Ghim điện đằng kia luôn con. Rồi ghim. Rồi ba. Rồi cái này là mình ghim điện gia đình mình ha anh em ha. Đó. Rồi bật công tắc lên coi. Im ru. Im ru hả nè. Ok. À, bật lại anh em coi nha. Ok. Rồi cái mã 572 giá 3.800.000. Xong. Rồi tiếp tục anh em. Tiếp tục là mình có một cái máy cắt sắt dòng tua chậm. Ha. À, chiếu đây coi. Em nói là của thằng Ayada nha anh em ha. Nó mã nó là 170 nè, là cái loại mà có khẩu độ lớn nhất trong 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 cái dòng này ha. Nó 120, 150 và 170. Em này là cái đời cuối cùng 170 nha anh em ha. Bởi vì đây nó có cái gạt nè ha. Cái này để cái cử này để mình chỉnh ra vô ha. Cái khẩu độ của anh xa nhất nè anh em đó. Nha, cái khẩu độ này là xa nhất của nó nè. Đó, nó ra là được 20 nè anh em. 20 nè. Đó, thấy không? Này là chuyên cắt ống ống tròn ha anh em ha. Chuyên cắt ống tròn. Cái hãng nó là của thằng Mitsubishi nè mọi người. 250W. Ha, điện 100V ha anh em ha. Dòng tua 1430. Đó, em này ngoại hình khá nha anh em. Ha, motor còn sáng ha. Đó. Rồi em này kia chiên cắt thẳng nha mọi người. Em này zin đét luôn á. Ở đây anh em nhìn đây nè. Có cặp te, có đồ đầy đủ ha. Đó. À, lưỡi là mình đã được mình thay mới ha. Cái lưỡi này thì anh em đặt thì tầm cỡ chừng 250.000 cho một cái lưỡi này nha anh em. 250.000 cho cái lưỡi này. Ha, chiên cắt sắt ống, sắt tròn, sắt ống ha. Đó. Loại này là loại đời cuối nha anh em. 170 là đời cuối ha. Loại lớn á, gọi là loại lớn á. Rồi cái này là nó tự động tắt nha mọi người. Thật sự là mình cũng chưa test luôn. Bây giờ mới test thử cho thẳng cho anh em coi luôn. Rồi để mình ghim điện test máy cho anh em coi. Thank you.
sắt đó là bề bề dày đó là 7 ly đó nè, đường kính là 80 á. Chỉ gần lại cho bác coi con. Động tắt luôn mọi người. Quá thì đẹp luôn. Đang coi nè. Không có nguyễn ba giới nữa mọi người. Độ dày này là 7 ly, 6 ly 7 ly nè anh em. Quá đẹp luôn ống anh em coi cái bề mặt nó. Khá ok luôn. Tự động tắt anh em ha. Rồi rút dây điện ra. Rồi, máy hoạt động hoàn hảo anh em. Rồi cái mã 537 giá 573. 573 giá 3,7 triệu anh em ha. 3,7 triệu. Rồi, sẵn đưa qua máy xíu chú bác coi cái máy này, cái gai to luôn con. Đây. Mới về một em khủng long bảo chúa nè mọi người. Khủng long bảo chúa hàm 200. Hàm 200. 8 inch. Hàm 200 mà nó ra được 21 phân 2 ly. 21 phân 2 ly nha anh em. Trời, cặp hàm coi như là như mới luôn mọi người. Như mới luôn. Nhìn đi anh em. Như mới luôn. Nó của hãng Tebara. Một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Em này là em thứ hai mình sở hữu. Đây anh em. Thứ hai mình sở hữu. Chiếu lại cặp hàng chiếu quát coi con. Nè. Bén mới tinh luôn mọi người. Đẹp luôn. Này về chỉ trà sơ là chùi dầu thôi chứ còn chưa có làm gì hết trơn. Ha. Làm này nó mở ra được bao nhiêu? Thêm 3 phân nữa 20 luôn anh em. Hàm 200 mở ra được 20 luôn. Coi cái cốt nè mọi người. Cái cốt nó không nè. 10 phân rưỡi. 10 phân rưỡi. Quá trời. Quá trời luôn. Coi bề dài tổng thể của nó nhiêu. 80. Còn cái độ nặng nó mình chưa cân được luôn. Không mình không có bê lên nổi đâu cân. Hàm nó chưa có dấu mài nha anh em ha. Chiếu hai bên cánh bên đây nè con. Vuông thành sắc cạnh. Đẹp luôn. Không chê đâu được. Một em bươm bướm chúa ha. À, bươm bướm chúa em này à, quý bảo mong muốn chia tay với một em bươm bướm chúa không có số, giá 6.900.000 6.900.000 cho một em đáng để cơ giới nặng hoạt động rất đẹp ha. À, cái này nó phải hơn 60 kg nha mọi người. Hai thằng kia không nổi, mình chưa cân. Nhưng mình nghĩ tầm đó, anh em coi nè, hàm nó ra được 21 phân 2 ly. Cặp hàm tuyệt vời luôn. Bị cao cặp hàm này 3 phân rưỡi. 3 phân rưỡi. Ốc tán coi như là răng cổ rất là đẹp luôn. Ha. Đáng để đưa lên ba gác trở về. Ha mọi người. Đó, rồi thôi. Đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng quý bảo. Cảm ơn anh em đã xem kênh và ủng hộ. À, anh em thích món nào thì cứ gọi điện cho quý bảo 0938 075 813 ha. À, để chốt hàng. Rồi thôi quý bảo chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người video sau. Bye bye.